Xin chào anh ạ. Chắc là vừa rồi thì khi mà em thấy anh có nói chuyện, nghe lắng nghe cái câu chuyện của em và chị Sinh rất là chăm chú. Và khi mà em có chia sẻ cũng như lấy lại cho anh thì em cảm giác là anh là người hiểu em nhiều nhất. Hiểu nhiều nhất thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn xem là trong cái khoảng đấy thì em có cái gì có thể giúp đỡ hơn để cho chương trình nó thật hay hơn không ạ? Thì lời đầu tiên thì tôi xin là kính chúc toàn thể các chị em phụ nữ cũng như là sinh thứ ba lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, sắc đẹp và thành công. Thì khi mà ở dưới thì tôi cũng nghe thấy bạn MC và bà chị Sinh chia sẻ rất là nhiều về cái khởi nghiệp cũng như là cái sự lựa chọn của chị Sinh, và tôi cũng lời đầu tiên tôi cũng muốn là cảm ơn đến chị Sinh đã tin tưởng đến công ty chúng tôi tại Hà Nội, ở Cầu Giấy Hà Nội, cũng như là tin tưởng tập đoàn ở bên Hàn Quốc. Thì tôi cũng xin chia sẻ một chút thôi, nhưng mà hiện nay về công nghệ về máy móc thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà để lựa chọn những cái đơn vị mà mình tin tưởng thì cũng rất là lựa chọn những cái đơn vị tin tưởng thì cũng cần phải có thời gian để mình tìm hiểu. Thì chị Sinh chắc là cũng tìm hiểu rất là nhiều, rất là kỹ. Thực ra thì chị cũng đã từng sử dụng máy móc công nghệ cao, nếu không nhầm thì cũng phải một năm rồi đúng không ạ? Đấy, chị cũng đã từng sử dụng rồi. Đấy, là đây là cái công nghệ máy laser toning mới nhất về hiện tại bây giờ, nó chuyên điều trị về sắc tố melanin rất là tốt. Hiện nay điều trị nám tàn nhang cũng như là trẻ hóa da rất là tốt. Thì tôi cũng chia sẻ một chút, tức là chị như nãy em nói là công nghệ ở ví dụ ở huyện hay ở trên thành phố thì nhiều người cứ nghĩ là trên thành phố tốt hay như nào, cái đấy cũng không quan trọng là trên thành phố hay là dưới huyện hoặc là dưới thành phố nhỏ so với Hà Nội, và quan trọng nhất là cái công nghệ mình lựa chọn. Chứ còn đây ở trên Hà Nội thì nó cũng rất là nhiều thẩm mỹ, có những thẩm mỹ rất là lớn, có những thẩm mỹ rất là bình thường cũng mang tiếng là Hà Nội, nhưng mà có khi đầu tư công nghệ lại không được như ở mình đâu, nên là mình cũng không phải lo lắng về cái vấn đề là điều trị ở đâu. Thực ra nếu mà ở huyện hoặc là ví dụ ở thị trấn hoặc là ở thành phố nhỏ mà mình không có điều kiện thì mình mới phải lên Hà Nội. Còn nếu mà ở những cái vùng mình mà có những người nào người ta đầu tư về máy móc công nghệ cao, mình thì công nghệ cao mình tìm hiểu thì mình tốt nhất là nên điều trị tại đây. Bởi vì sao, mình không thể lên Hà Nội cứ điều trị, cái này nó là một cái quá trình lâu dài chứ không phải là cứ điều trị một lần là hết. Bởi vì các bạn cũng thừa biết rằng là ở Việt Nam mình thì cái văn hóa làm đẹp nó cũng chưa được cao như nước ngoài, tức là cái yêu cầu rất là cao. Trong khi đó thì không hiểu bản chất là mình ở nước ngoài người ta đẹp, người ta cũng đi thẩm mỹ, cũng đi làm đẹp, cũng đi chăm sóc. Ở chỉ như bên Hàn Quốc đây thì mình thấy là những người nội trợ, những người bán rau ở ngoài chợ, người ta cũng đi đắp mặt, người ta cũng massage hàng tuần hàng tháng định kỳ để chăm sóc. Nhưng mà Việt Nam mình thấy là cái văn hóa làm đẹp nó chưa được cao, mà đến khi mà da xấu rồi thì bắt đầu mới đi tìm để điều trị để chữa. Thì mà chữa thì lại muốn nhanh, mà nhanh thì đương nhiên là chỉ có tàu thôi, những sản phẩm của tàu thì mới làm nhanh, mà nhanh như thế thì nó không an toàn. Nó làm xong thì một thời gian thì nó có những biến chứng, nên là mình cũng phải có quá trình mình điều trị. Nên mà vì thế mà mình điều trị thì mình cũng không thể là mình, nếu mà đi lên trên Hà Nội thì nó cũng thực ra từ Vĩnh Phúc Hà Nội thì cũng không phải quá xa, nhưng mà mình vẫn phải đi lên rồi cũng mất thời gian. Ví dụ một tuần mình lên một lần thì nó cũng sẽ mất thời gian, rồi chưa kể mình cũng không có điều kiện chăm sóc, những cái chăm sóc cơ bản. Đương nhiên cái công nghệ cao thì có thể một tuần một tháng mình lên một lần được, nhưng mà cái chăm sóc cơ bản ở tại của mình ấy, thì rất là khó. Cái điều kiện chăm sóc khi mình làm công nghệ cao, mình muốn được chăm sóc thật tốt thì cái da của mình nó mới khỏe, thì cái điều trị hiệu quả nó mới cao. Vì thế là mình nghĩ là nên điều trị tại đương nhiên là phải tìm hiểu về cái máy công nghệ cao đấy, và mình thấy tin tưởng thì mình nên điều trị tại quê mình là tốt nhất, mình chăm sóc được, mình có thời gian đấy. Thì chắc là những chia sẻ ngắn gọn như thế thôi. Vâng, em nghĩ thì những cái chia sẻ của anh thì nó khá là đầy đủ rồi. Tức là chúng ta nhấn mạnh đến việc rằng là chiếc máy này sẽ đảm bảo được cái công nghệ mới hiện đại, là chúng ta có thể hưởng công nghệ này ngay trực tiếp tại địa chỉ Sinh Spa, không cần phải đi xa, đúng không ạ? Đây là hoàn toàn các thiết bị máy móc mới được nhập từ Hàn Quốc, và để đồng thời tăng thêm sự tin tưởng đối với tất cả các khách hàng trong khu vực đối với các sản phẩm máy móc, thì em rất vui mừng nếu mà được chào đón lên trên phía trên sân khấu đại diện của tập đoàn sản xuất